Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, sáng 29 tháng 1, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thường. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Cũng trong sáng 29 tháng 1, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta tiếp đó đoàn đại biểu quốc ủy trung ương bộ quốc phòng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội